có sự kiện Tết gì hết, không có ít hai kinh nghiệm này, không có sự kiện Tết gì hết, cứ úp chay
Okay.
tin con mẹ nó rồi. Quá kinh khủng. Đấy, mất 2.000 đúng không? Rồi. Được chưa cam 10 luôn, được một đồ cam. Sử dụng này. Được cái này thì tốt. Quá vị. À mà bây giờ mình ấy rồi, khi người ta xem kênh này nhỉ? Kênh này nhỉ, mình được đăng ký kênh này chưa? Cảm ơn các bạn đã xem video này, sao mạnh trong kênh mình nhé.